Chúng ta đã quen với cảnh đám cưới ở các nhà hàng sang trọng với đồ ăn, rượu bia, tiếng đàn hát linh đình, tưng bừng. Và quà tặng của đám cưới đối với người quen là những chiếc phong bì, bên trong là tiền. Với người thân thì tặng vòng vàng, dây chuyền vàng, nhẫn vàng. Nhưng có một đám cưới thật độc đáo, chỉ nhận sách và tặng sách. Hôn trường và hậu trường sau đó cũng có nhiều nét độc đáo, khác lạ. Đó là đám cưới của anh Nguyễn Tú Anh, 36 tuổi, làm việc trong ngành cây cảnh văn phòng và chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, 32 tuổi, làm nhân viên kế toán tổ chức lễ cưới vào sáng 21 tháng 11 năm 2021. Hôn lễ đặc biệt này được tổ chức trên đường sách Nguyễn Văn Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điều độc đáo đặc biệt là đám cưới này không nhận phong bì, không có bàn, ghế, không tiệc tùng cũng như không có sân khấu hát hò. Thứ duy nhất mà đôi vợ chồng trẻ nhận chỉ là sách. Tú Anh thông báo trên trang cá nhân của mình, hẹn anh chị em, bạn bè ở đường sách nhé. Hai đứa sẽ nhận lời chúc phúc và sách thiếu nhi làm quà cưới nhé. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy và bạn bè đã đến. Người mang hộp quà cưới thật đẹp, bên trong là sách. Người mang chồng sách cũ được chọn lựa từ ở nhà. Người rủ chú rể, cô dâu đến quầy sách tự chọn rồi thanh toán. Có cả những người chưa quen từ ở rất xa, chỉ đọc được thông báo đã tìm cách mua sách gửi đến. Chỉ một lúc buổi sáng, tài sản sách của hai vợ chồng đã thùng lớn thùng nhỏ. Chú rể nặng nề, khệ nệ ông vác từ điểm này tới điểm kia mà miệng cười tươi như hoa dưới lớp khẩu trang. Đây đúng là đám cưới mà tôi đã mơ ước. Không lễ nghi, không rước dâu từ An Giang đến tận Yên Bái. Không tốn kém tiền bạc vào tiệc, vào trăm thứ hình thức cho một đám cưới giống trăm ngàn đám cưới khác. Đại dịch cuối cùng cũng chừa lại cho tôi được một cơ hội biến khó khăn thành niềm vui. Tú Anh tâm sự. Những chồng sách quà tặng rất hay, rất đẹp hôm nay không phải là để dành cho những đứa trẻ tương lai của Tú Anh và Mai Mai, mà để góp vào những thư viện bản xa. Lời chúc bạn bè gửi đến không chỉ chúc tân lang, tân đương hạnh phúc, mà còn chúc họ có được thật nhiều sách như ước muốn. Nhân viên các nhà sách Kim Đồng, trẻ đều rất vui khi được đóng gói những thùng quà cưới đặc biệt cho chú rể, vốn là một khách hàng rất thân quen của họ. Chứng kiến niềm vui giản dị và đặc biệt này, nhiều khách tham quan đường sách sáng nay đã góp quà sách cho đôi vợ chồng trẻ và bảo, biết đâu đây lại chẳng là một gợi ý hay, bắt đầu một thông lệ tốt. Kết quả, sau 2 tiếng tổ chức, cặp đôi đã nhận được hơn 1.000 cuốn sách, món quà cưới vô giá. Toàn bộ số sách này sẽ được cả hai vợ chồng gửi tặng các trẻ em vùng cao. Thật sự ngưỡng mộ đám cưới này quá. Chúc anh chị hạnh phúc và tiếp tục hành trình lan tỏa tri thức đến mọi người. Chị Kim Chi cho biết.